Tiếp tục chương trình làm việc hội nghị các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Hôm nay các đại biểu cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Dự thảo luật đã được chỉnh sửa theo hướng bỏ quy định về các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản tại chương 7, bổ sung khoản 7 điều 8 dự thảo luật về chính sách của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản. Theo đó, nhà nước không bắt buộc mà chỉ khuyến khích việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê thông qua sàn giao dịch bất động sản, đồng thời bổ sung hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Các đại biểu tán thành và đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi bỏ quy định bắt buộc việc mua bán thông qua sàn giao dịch bất động sản, đồng thời đề nghị xem xét bổ sung cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về các giao dịch bất động sản diễn ra tại các sàn giao dịch. Dự thảo luật đã bổ sung rõ hơn quy định về bảo lãnh cho việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Các đại biểu cơ bản nhất trí với phạm vi bảo lãnh đã được bổ sung mới trong dự thảo luật. Theo đó, tổ chức tín dụng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư bao gồm số tiền chủ đầu tư đã nhận ứng trước từ khách và các khoản tiền khác. Cũng trong hôm nay, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi.